nay mua nửa con heo, nửa heo này. Nửa heo ngon lắm, heo mọi quý vị đó, thấy không? Quá ngon. Nửa con heo ngồi mình nướng, mình xào lăng, làm nhiều món lắm. Làm ra hồi nữa mình nướng, nướng xả lụi nướng. Xào lăng. Heo mọi. Rửa xong nha quý vị ơi. Đó, hồi đem đi nướng, xỏ lụi nướng. Đây nhóm lửa chuẩn bị nướng heo rừng nha mọi người. Hôm nay là món heo rừng nướng than. Nướng là khỏi ớt thì trời, xóa là nồi nướng nó ngọt. Đây, sau khi mình rửa thịt xong rồi mình chuẩn bị đi ra giường mình đốn chè nha mọi người. Vô mình xóa lụi nướng. Nướng mồi luôn. Không ớt. Đây. Mình sẽ đốn chè vô mình xóa lụi nha mọi người. Đây. Chè sau giường ông ngoại trồng nhiều lắm nha mọi người. Dừa luôn. Quá trời mua tre luôn. Ủa mình chặt cả mấy cây ra? 3 cây đúng rồi. Rồi xong, vô. À,
đóng che xong rồi mình đi vô nha mọi người, chuẩn bị xỏ lùi thịt heo mình nướng. Rồi heo gừng xỏ lụi nướng nha mọi người. Nướng kiểu dân dã vậy nè. Xỏ lụi. Qua mua được heo gừng. Bắt đầu chắc lên nướng nha. Heo rừng nướng mọi. Sau khi chờ thịt chín thì mình làm nước chấm nha mọi người. Cho tỏi vào đâm nhuyễn ra nha, tỏi với củ hành đây ớt hiểm nè mọi người, cho một chén ớt hiểm luôn, muối, miếng bột ngọt, rồi giả cho nhuyễn ra. Chấm với heo gừng là hết bài luôn. Rồi mình ăn chanh cho nghe mọi người. Cách chín này mọi người. Đây cái này là heo gừng nha, heo gừng nướng mồi chấm với muối ớt, da giòn mỡ cũng giòn luôn, cực kỳ ngon luôn mọi người ơi. Xin chào mọi người, xin chào quý vị đã đến với kênh vlog của mình. Hôm nay mình có làm món heo gừng nướng mọi chấm với muối ớt. Mời cả nhà ăn cùng với hai cha con mình nha. Mời cả nhà nha. Có luộc thêm các ba gọt nữa. Ba gọi này cũng có là heo gừng nha mọi người. Cảm giác mềm.
cũng rau sống. Giòn lắm. Nó giòn lên luôn. Nó giòn lắm. Mở cái gì nữa. Có cô mình quan nữa nha mọi người, anh chúng hai cha con mình. Kết thúc video ở đây, mọi người cảm thấy hay rồi cho mình xin một like và một đăng ký kênh. Chào tạm biệt mọi người. Chào.